Rồi chú nói con mắt chú là bị sao? Bây giờ nó nổ mìn, nó bị hư mắt luôn. Thế cái này thằng cứ tháo ra đấy lâu à? Phải lau chứ, lau nó đóng gàng trong đây nè, nó phải lấy lâu lâu phải lấy ra lau chứ có gàng nữa. Thế cái con mắt này là mắt thiệt hay mắt giả? Mắt giả, cái mắt mà mũ làm đó. Cái mắt này hồi đó là chú giải phóng rồi chú ra ngay chỗ đường, ngay chỗ Kỳ Đồng đó, ngay chỗ cái ông đó, ông mới ở Cộng Hòa, ông ra ông làm á. Rồi đó làm cũng hết mấy chục ngàn, mấy chục đồng tiền đổi đợt đầu á. À, thế là biết chú à? Yeah. Chắc chú đi về vòng ngoài chợ nó biết à. Đi ra chợ nhiều lắm hả? Rồi thôi cô đóng cửa cô nghỉ nhá. Con cũng xin phép con đi về đây. Dạ cảm ơn. Dạ dạ. Tắt đèn cho chị. Dạ dạ. Thực ra là giúp chú thì chắc là không thể thay đổi cuộc đời được đâu, nhưng mà cũng bớt giúp chú cái khó khăn. Người ta có một chút, bây giờ chú đấy. Nói với con vậy, giờ người ta cho mình 100 hay là 200 ngàn, nó có tấm lòng đó. Dạ. Để cho mình coi vậy, có cái tình thương, đấy, có đấy. Cái người ta dòm ngó mình, có cái tinh thần để mình sống. Đấy, đó. Chứ để mình không có cái gì hết, mình thấy cuộc đời của mình buồn quá, toàn là không cái chuyện gì đâu không. Dạ, dạ. Đó, mình đâm ra mình nản. Dạ, dạ. Còn cái người dòm ngó mình cho mình chơi bớt cái nỗi, dạ, dạ, cái nỗi khổ đó thôi. Chứ bây giờ hỏi cái từ cái ngày 30 tháng 4 tới bây giờ mình cũng sống được, mình cũng làm được, mình vơ vào cũng được, chứ đâu dạ. Mình phải bắt buộc người đúng người rồi nó mới giúp mình. Dạ. Nhưng mà mình người ta giúp như vậy là tấm lòng không đó, vì là rồi. Bởi vì các cô chú nhiều khi cũng không biết đó, đấy đó, con đó, thì thực ra đó. Là con thấy chú sửa xe đây lâu rồi nhưng mà con cũng không có đi xe đạp nên bây không giờ, có cái cuộc đời mình khổ rồi thì có một người giúp, cũng như bây giờ đừng có nói với gì. Ví dụ con lại nói chuyện hay cái gì với chú hay cái gì cũng bớt, chú cũng bớt phiền, bớt chân cũng có cái dạ, vui. Dạ, dạ, dạ. Chứ đừng có nói là cái cho quà, cho cáp rồi mọi thứ ít hay nhiều. Đúng rồi, đúng có rồi. Tấm lòng là quý con rồi. Con nghĩ đúng rồi, giúp nhau cái tấm lòng. Tấm lòng đấy. Là quý rồi, chứ không phải là người giờ ví dụ người ta có cái tấm lòng để giúp mình như vậy là cái rất là quý. Người ta dạ. Biết tới mình làm cái đó là quý dạ. Rồi. Chứ không phải mày nói là này cho gì đó, không có cái này hay cái nọ là bậy lắm. Không có dạ, đó. Dạ, dạ. Đúng đó. Vâng. Đây thưa quý vị các bạn, trước mặt chúng ta đang là cái quầy sửa xe của chú Danh. Giờ chú đang ngồi, giờ Tuấn Dương sẽ rủ chú đi vào nhà cô ấy à. Chú rảnh chưa chú ơi? Dạ. Chú rảnh chưa? Dạ. Rồi bây giờ đi vào nhà đi. Để đồ nghề đấy có sợ ai lấy không? Đây, chào quý vị các bạn, hôm nay thì Tuấn Dương có mặt ở đây để ghé thăm chú. Chú đang nghỉ để... Chú ngồi nghỉ, nghỉ trưa là nghỉ luôn ở đây à? Đúng rồi, ở đây thì đâu có nghỉ. Cái này phải đeo mang tất vô. Cái này chú phải băng vô à? Băng vô mới đi được chứ đi nó đau lắm. Cái đấy sao nó teo lại hả chú? Tại vì nó đâu có đi, nó phải teo chứ, teo mới tốt chứ, nó mà bự quá đâu có đút vô này được. À, bự quá thì không muốn. Nó đâu có đút vô thế này còn, được. Còn cái chân này là mình, chân này là trước là chú mua ở đó, sau chú phải bắt vít vào đây. Chú bắt vít vào đây làm gì cơ? Trời, nhỏ nó quậy á, nó lại nó lấy. Nhỏ nào quậy mà lấy? Con trai á. Trời. Nó nói là chú còn tiền nhiều lắm. Tiền ở đâu mà nhiều? Ở nhà. À. Như là mình cầm cố đó, mình còn tiền á. À. Nhà nó quậy là nó lấy tiền. Cái chân này thì làm thì hết nhiêu tiền chú? Cái này của hồi đó Asiad nó cho. Asiad á? Không phải Asiad gì á, cái hội của châu Á đó. À. Cái này nhẹ đúng không chú? À, nó làm nó cho. À. Hôm trước con thấy có một cô ở bên kia cũng bị ấy. Nè cô. Nhưng mà nó cũng hư hết rồi, lâu lắm rồi, đi lâu lắm rồi. Vâng. Chú mới dán rồi nè, dán rồi ấy rồi lại đằng mình. À cái này là chú ấy thêm cái cao su rồi. Rồi để mình xài, tại vì mình phải ấy được. Đó mình xài chứ giờ cái mỗi lần làm mình đi làm cái dây cũng đứt cái này mai lại dán rồi. Dán rồi xài. Chú tự may à hay sao? Tại tự mình lai mình mua ấy rồi giờ dán rồi lấy kim đồ mai nè. À. Chú là chú Danh đúng không? Nguyễn Văn Danh. Hôm trước chú nói là chú ở
ở đơn vị nào nhỉ? Nhảy dù. Lính nhảy dù. Mà đơn vị chú nhớ? Bảy nhảy dù, đại đội 74. Quân đoàn mấy? Tiểu đoàn 7. Tiểu đoàn 7. Tại vì nó là sư đoàn dù, tiểu đoàn 7. Rồi. Đại đội 74. Đó. Rồi còn số hiệu quân nhân chú còn nhớ không? Có nhớ chứ, chú là số quân là 74-163-138. Chú đọc đó. Lại số quân. Dạ. 74-163-138 KBC-4919. Ồ, vẫn nhớ vành vách luôn. Thì cũng có một số cô chú anh chị cũng muốn giúp đỡ chú đấy. Thì con tới để con coi công việc của chú trước. Rồi chú nói con mắt chú là bị sao? Bây giờ đó nổ miền nó bị hư mắt luôn. Cái này thằng cứ tháo ra thấy lâu à? Phải lau chứ, lau nó đóng gèn trong đây nè, nó phải lấy lâu lâu phải lấy ra lau chứ có gèn nữa. Thế cái con mắt này là mắt thiệt hay mắt giả? Mắt giả, cái mắt mà mũ làm đó. Cái mắt này hồi đó là chú giải phóng rồi chú ra ngay chỗ đường, ngay chỗ Kỳ Đồng đó, ngay chỗ cái ông đó, ông ở Trung Hòa, ông ra ông làm á. Rồi đó làm cũng hết mấy chục ngàn, mấy chục đồng tiền đổi đợt đầu á. Cái đấy để nó che vào nó đỡ bị ấy à? Đi chứ giờ nè, lấy ra vậy nè, con lấy vậy nè, bụi bặm nó vô rồi cái hai cái miếng này nó dính vô. Dạ, nó dính dạ. Vô rất là tai hại. Dạ. Rồi đâu chú thử cho con coi cái đấy xem. Cái con nít đầu nó ngó thấy nó sợ lắm. Dạ. Nó tròn à? Cái mặt kia nó có gì? Không, mặt kia nó cũng như là miếng nhựa thôi. Nó là một miếng nhựa thôi đúng không? Là bằng cái quá là cái mắt giả đó. Đúng không? Nó mềm hay nó cứng chú? Cứng chứ, nó mà cứng giống như mũ á, mũ nguyên chất á. Dạ dạ. Dạ con ngó thấy mình ngó thấy còn sợ, đừng nói dạ. Con nít đừng ngó sao được. Dạ. Nó thấy ghê lắm, bụi rồi bụi bậm nó vô khó chịu lắm, không có chịu được, thành ra mình phải gắn mắt giả nó mới được. Dạ. Thế hàng ngày sửa xe này có được nhiều tiền không chú? Chú chị giá xe từ hồi đó giờ từ năm 76 bây giờ. Từ năm 76 giờ. Chỉ bơm giá rồi rất là anh thấy rồi đó. Cái này rút vành, rút căm là chú làm luôn à? Rút căm chưa làm đó, như cái xe của con nè, rút căm rồi đó. Nè con này nước này sáng giờ còn trong gieo. Còn nước để vá gì chú? Để thử như mình giá thử trong gieo là biết là đâu có khách bao nhiêu. Ngày chú chim con nước cầm xe này nè. Thì nào con có muốn cần thay cầm mới gì nữa ở đây chú làm. Vâng. Thay cầm mới như xe con thì hết nhiều tiền không chú? Không, đây là đặc biệt luôn. Đâu có kế hoạch chú không quay chứ không có chơi chào. Con chả biết nữa, chú quay thử thế nào. Đây chú tới đây coi đây. Cũng chào nhưng mà ít. Vâng. Cũng còn tốt, cắm đầu cũng còn tốt, ngoài đầu cũng còn tốt. Vâng. Còn đằng sau có trần làm thì lại đây. Còn tốt. Dạ dạ. Không có quan. Dạ. Giờ có quan có gì giờ lên đây chú làm cho. Dạ. Cái này chú kia cũng nói làm cái đó là chuyên nghiệp về công rồi đó. Dạ dạ. Chỉ làm cho đạp thôi. Rồi và rút cả phanh rồi chú. Thì giống như là thay dây thắng đâu đó. Thay dây thắng. Thay dây thắng mã phanh. Dạ. Đồ nghề này tối thì chú gửi đâu? Để bên ngay chỗ cái bàn, ngay chỗ bàn inox đó đó. Rồi, để thế không sợ lấy trộm à? Giờ có lấy thì phải chịu, tới đó có chợ di xích đó mua chợ. Dạ dạ. Chợ di xích tự đó, thấy không, ngay chỗ rồi, cái rồi. Ấy đó lòn qua phá lại. Đó, để cho nó tối chú ngủ đâu? Bây giờ chiều là phải cực lắm, phải vinh, phải nhờ người vinh lên trên cái thuyền đó đó. Dạ. Mỗi ngày vinh. Thế đó. Sao chú bây giờ chú không tính đi bán vé số hay làm gì được không? Vé số mình không có cái ấy, mình có tay nghề ngồi ở đây nó khỏe, bây giờ đi bán rồi chứ bán giờ biết bán ở đâu, bán mà ấy thì nó khổ, người nói trời mưa nắng nữa chứ còn nhiều khi nói là mỗi người nó có một cái tính cách. Chú cái chú mà mời mọc rồi chú không thích. Dạ. Thế còn ví dụ như con hỏi, ví dụ như bây giờ mà có nơi nào mình người ta xin mà chú vào bên giống như dưỡng lão trong chú ở ấy, chú có chịu không? Ở thì nếu mà ở đó mình cũng phải ra đây mình làm chứ. Mình không làm. Ở đó người ta nuôi ấy. Người ta nuôi mình chú còn làm được, mình ấy nói thiệt chú bây giờ chú rất là con người, chú rất giỏi. Không dạ. Không phải chú một ngày đâu, cái ngày còn hồi chú làm ok luôn. Cây tường lót gạch hay là mấy cái này dán cái này là chú làm được hết. Dạ. Chú cái ngày đó là ngày ruộng của chú đó. Dạ. Cái ngày này là cái ngày từ ngày 30
từ năm 76 chú làm đây là bất đắc dĩ, cái thằng bạn nó rủ ra làm thôi, chứ dạ. không phải là nghề của chú. Mà nghề của chú là cái chợ ăn đông, con thấy không biết là cái gì. Dạ. Tam cấp đi lên, mấy cái đồ lót, mấy cái cột ở xung quanh nhà màu đen á, chú dạ. lót rồi là mấy cái đó chú làm, đó là, dạ. đó là mấy lần này của chú. Dạ. Mà chú về như vậy chú leo lên nó làm tinh bơ rồi. Dạ. Nhưng mà cái đó chú cao cấp, có người đem đồ rồi sẵn, chú ngồi chỗ nó đem dạ. đồ dẫn tư rồi. Chứ còn mà mình dinh lên thì đâu dinh được đúng, đúng đó, không? Chú là thợ cao cấp chú dinh, à. Đâu phải là tức là mình là chỉ là xây dinh. Thôi đúng không? Thợ chính, thợ còn thợ phụ là họ phải làm mấy việc kia đúng không? Đầy đủ hết cho chú ngồi chỗ chú làm. Dạ. Chú kêu là thợ cao cấp mà. Vậy. Nhưng mà sau này cái mình lớn tuổi rồi mình làm á, mệt cho mình không làm được. Cái đồ nghề cái này là cái gì đấy chú? Cái này xe ông ta đó, nó lại chống lên đúng không? Cái bánh trước á, chống cho nó hỏng lên, nó mình giá bánh xe, mình mới quay mình giá được. Cái đồ này là chú cũng chế ra. Chế thôi chứ giờ đồ đang chế. Như mấy cái đồ lúc trăm, mấy cái đồ chú lúc trăm thì chú mới chế chứ đâu có đi mua. Có mua về rồi mình cắt đồ ra nè, lấy cái mặt đạn nè, mình cắt ra mình để mở ra. Còn cái này cục con xí lô mình cắt ra mở ra, mấy cái chén đồ đó, cái đồ mư rồi đó mình lấy ra mình cắt mình làm ra rồi mình làm nó chế ra mình dặn nó rút cho dặn nhau như mấy cái này nè để rút về đây nè làm đô đó rồi con hiểu rồi. Cái gì đó ở đây chú ơi, chú chế luôn. Coi là về xe đạp là chú chơi được hết đúng không? Trời ơi, đã nói năm 76 tới bây giờ. Tính bây giờ nói ra nhiều khi mình nói dốc, bây giờ con bệnh mắt chú làm cũng được. Từ năm 76 tới giờ là bao nhiêu năm rồi con tính đi. Và 76 này, 2016 là 40 năm. Bây giờ là 42 năm rồi. 42 năm. 42 năm mà cái nghề xe đạp này không thì con hỏi còn cái gì nữa. Cái này thì chắc ngày cũng chỉ đủ ăn đúng không chú, mà cái này lúc thỉnh thoảng nó mới chui có bữa như làm cũng được bữa thôi chui, chứ mình ngồi ở đây nó cũng vứt chứ ở đó nhà ở trong đây dạ. mình làm đẩy ra đẩy vô dọn cho nó khỏe dạ. đó mình ra giờ ấy thì giờ khỏe có một cái là mình giờ phải đi mướn nhà. Thế còn tính mà ghép chung với cô Minh thì cô chưa chịu hay sao? Tại cái chuyện đó bây giờ ấy, tại vì chú đồ quần áo đồ cũng nhiều đó, bây giờ đem vô nhà bà thì chật bà không thích. Nhưng mà cái để đó coi thời gian rồi mình ấy rồi ấy rồi mình coi như không ấy rồi từ từ cái đó mình mới sắp xếp. Mình nói giờ mới ấy rồi cái mình vô thì cũng tùy để coi từ thời gian, chứ giờ chị em thì bà chị vẫn thương lắm chứ bà không hỏi gì mình chứ giờ nếu mà ấy rồi giờ mình đã đăng thì còn mướn nhà rồi ấy được, mình cứ dùm kia mướn này hỏi nói chứ mướn nhà nó tự do hơn, nó thoải mái hơn đúng rồi. Thôi bây giờ bước đầu là con hỏi chú thêm về các cái công chuyện của chú. Là có người giúp đỡ chú đấy, con sẽ tới con sẽ gửi chú cái món quà, thì chắc hôm đấy con sẽ kêu chú vào nhà cô Minh luôn nhá. Đấy xong rồi mình ấy ở đấy cho nó kín đáo cho nó ấy nhé. Bây giờ con xin phép con đi đã chú nhé. Dạ chú cũng cảm ơn con. Vâng, chắc chắn là các dạ thì thực ra là giúp chú thì chắc là không thể thay đổi cuộc đời được đâu, nhưng mà cũng bớt giúp chú cái khó khăn. Người ta có một chút, bây giờ chú đấy. Nói với con vậy, giờ người ta cho mình 100 hay là 200 ngàn, ta có tấm lòng đó dạ. để cho mình coi vậy có cái tình thương đấy, có đấy. Cái người ta dòm ngó mình, có cái tinh thần để mình sống đấy, đó. Chứ để mình không có cái gì hết, mình mà thấy cuộc đời của mình buồn quá, toàn là không cái chuyện gì đâu có dạ. mình đâm ra mình tản dạ. còn cái người dòm ngó mình cho mình chơi bớt cái nỗi dạ, nỗi khổ đó thôi. Chứ bây giờ hỏi chứ từ cái ngày 30 tháng 4 tới bây giờ mình cũng sống được, mình cũng làm được, mình quơ vào cũng được, chứ đâu phải bắt buộc đúng rồi nó mới giúp mình dạ. Nhưng mà mình người ta giúp như vậy là không là vì là rồi. Bởi vì các cô chú nhiều khi cũng không biết đó, đấy đó, con đó, thì thực ra đó. Là con thấy chú sửa xe đây lâu rồi nhưng mà con cũng không có đi xe đạp nên bây không giờ, có cái cuộc đời mình khổ rồi thì có một người giúp, cũng như bây giờ đừng có nói với cái gì, ví dụ con lại nói chuyện hay cái gì với chú hay cái gì cũng bớt, chú cũng bớt phiền bớt cho chúng con dạ, vui dạ, vui dạ, dạ. Đừng có nói là cái cho quà cho cáp rồi mọi thứ ít hay gì đúng rồi đúng rồi, tấm lòng là quý, con nghĩ đúng rồi, giúp nhau cái tấm lòng là quý rồi, chứ không phải là người giờ thí dụ bây giờ ta có cái tấm lòng để giúp mình như vậy là cái rất là quý, ta dạ. biết tới mình làm cái đó là quý dạ. rồi, chứ không phải mình nói là này cho gì đâu, có cái này hay cái nọ cái đó là thầy lắm không có dạ đó. Dạ dạ
đó. Vâng. Ta quý rồi, nhiều khi bây giờ không cần biết người ta giàu hay người ta nghèo, người ta có tấm lòng cho mình, chia sẻ cho mình là mình phải tôn trọng. Mình phải tôn trọng cái miếng quà đó. Dạ. Không phải là tôn trọng cái người đó. Dạ. Người ta đã tính là giàu ít vậy thì miếng quà đó là cũng là mình phải tôn trọng, mình ăn, mình phải giữ dành, mình phải ấy rồi. Dạ. Nhớ lại tới người ta ông bà xưa mình nói mà ăn trái mới nhớ kẻ trồng cây. Dạ. Ăn là mình phải nhớ hoài hoài chứ để mình con người mình cứ sống mà bạc bẽo là không có được. Dạ, dạ. Là không có, dạ. Sống là mình người ta cho cái đồ này không ra gì, chứ có đâu có. Dạ. Phải sống như vậy là phải con người. Dạ. Chú bởi vì cái hồi xưa chú là người lính, bởi vì cái người lính cộng hòa của mình nó khác như cái mấy ông nội này. Dạ. Người lính cộng hòa nó hay lắm. Dạ. Con nghĩ bây giờ thứ giờ con đi hỏi các chủ cộng hòa thiên trường ăn nói đàng hoàng chứ không phải như mấy ông nội này. Dạ. Mấy ông nội này giờ nói ra mất công không có sợ. Vâng thôi. Dạ dạ. Nghĩa bạn. Dạ dạ. Rồi thôi cứ chú con với chú cứ mình cứ sống tốt đấy là đấy, được rồi. Sống, dạ dạ. Vâng. Dầu cho mình lọt vào hoàn cảnh nào cứ nói con hiểu là lọt vào hoàn cảnh đó, giờ cũng như hoàn cảnh của chú là cũng như là bây giờ cũng như là kêu là sống mà với đất trung tâm này đó. Dạ. Nhưng mà vẫn cứ kỳ vẫn đàng hoàng, vẫn làm ăn đàng hoàng chứ không phải đâm ra một cái bậy bạ hay đúng cái, rồi. Cũng phải phấn đấu đàng hoàng tại vì mình là lính nghĩa vụ. Vâng. Thành của nghĩa vụ là số 1. Dạ. Đây, Tân Dương sẽ đi tới nhà chú, nhà của cô Minh. Còn chú Danh thì bây giờ không có còn nhà nữa. Rồi, chào cô chú. Cô bật đèn lên cô ơi. Chú vào chú bật đèn cho cô. Đau quá. À, cô hôm nay sao? Cô đang ăn gì? Đau lắm. À, đau, cô ăn món gì đấy? Người ta cho cơm chiên. Dạ, dạ. Con nhé. Chú anh bật quạt đằng sau này. Nay con tới báo cô tin vui. Dạ. À. Nãy vừa ngồi nói chuyện với chú rồi. Giờ thì có cái món quà muốn trao đến cô với chú. Thì trong thời gian tới thì chắc là sẽ còn nữa. Dạ. Các cô các chú mến con thì các cô các chú thương các anh em bà con trong nước mình. Những người mà còn đang nghèo khổ đó thì các cô các chú giúp. Dạ. Đấy, chú Danh ngồi gần cô một chút xíu đi. Đó, rồi còn ok. Thì hôm nay hôm trước thì cũng có hỏi chuyện cô chú rồi đó. Thì hôm nay con tới có trao một cái, đây là cái bước đầu thôi. Dạ. Bước đầu thì trao một cái món quà này là của chú này, là chú Thanh dạ. Kim. Chú này có tên là chú Thanh Kim ở Mỹ. Đó, dạ. Thì cái câu chuyện chính thì chú lại biết là của cô trước. Thế dạ. Nhưng mà hôm vô tình có quay chú Thanh đấy, à chú Danh ấy, thì chú cũng có biết. Thế và chú cũng bảo là nói chung cũng đã có một số người cũng đang là nói là sẽ giúp đỡ chú và cô thêm. Thế thì đây là hôm nay là cái lần bước đầu tiên thì con tới con gửi. Thì theo cái đây là theo cái ý của bên nhà hảo tâm trước thì đầu tiên là gửi cô là số tiền là 3 triệu gửi biếu cô Minh. À, cô Minh là vừa bị khiếm thị, trước là cô bị cái dạng như là bị cái bệnh đấy là cườm nước, gọi là dân gian gọi là thiên đầu thống gì đó. Đó, sau đó thì bây giờ lại gãy chân nữa. Thì con gửi đầu tiên là con gửi cô là cái số tiền là 3 triệu. Đây, con sẽ chắc con nhờ chú đếm dùm cô xong chú đưa cô nhá. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 26, 28, 30. Đây, 3 triệu. Chú kiểm tra lại giúp con. Xong rồi chú gửi cô. Chú đếm lại đi, chú đếm lại cho chính xác. 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 15 là 3 triệu. Vâng, số tiền đó là 3 triệu. Cũng đại diện cho cô Minh là cảm ơn con trước là con, về sau các anh nhân đã giúp cho cô Minh. Vâng, đây thì chú không phải cảm ơn con, chú cảm ơn đây là chú Thanh Kim ở Mỹ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú Thanh Kim. À. Nói thì chắc chú chống nghe. Vâng, vâng, cô cứ đây còn cả cái mic rồi đây. Thì nói là chú nghe, dạ. Cô cứ nói đi. À, mình xin cảm ơn chú Thanh Kim nhiều. Dạ. À, cũng khổ quá, không biết nói gì. Chú Thanh Kim thành thật, rất rất cảm ơn chú Thanh Kim. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Chứ em nó cũng khổ quá rồi. Mình cũng khổ quá. Rồi, đây thì tiếp theo đây cái phần này, thứ hai này thì là cái số tiền này là 1.600.000 bước dạ. Đầu đấy. 2, con đếm nhá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Đây con gửi biếu chú. Dạ, đây là cái món quà này là em, của chú Thanh Kim. Cũng, cảm ơn con già. Chú Thanh Kim và gia đình được dồi dào sức khỏe và một mùa Noel tốt. Và cũng cảm ơn tất cả các ân nhân đồ dồi dào sức khỏe để có tấm lòng để giúp. Còn đây là sự giúp, đây là chú em với cô Minh rồi cũng gán xoay sở mà để chắc kêu để sống hàng ngày, để qua ngày khó khăn đồ. Dạ, đó thì cái cũng còn còn một trường hợp, còn một vài trường hợp nữa giúp đỡ cô mà thì để con bữa khác con sẽ soạn lại rồi con sẽ ghé con gửi cô. Dạ. Đó vì đó cũng chung với số tiền của một số cô chú anh chị khác nữa. Dạ. Nên là thôi cái khoản nào mà nó riêng thì con muốn làm dứt điểm trước thì đúng con rồi. Con gửi dạ. Cô trước đấy. Dạ. Thì để cô có thêm cái chi phí để cô trang trải cuộc sống cũng như là chú. Dạ. Hồi nãy cũng có quay clip mà chú sửa xe thấy cũng lúc thì có khách lúc thì không. Thế thì thấy cũng rất là thương chú mà không biết bằng cái cách nào. Thì cũng hy vọng là giúp chú một chút xíu. Có tinh thần như vậy là khó khăn là chú cũng vui lắm rồi. Dạ. Chầu ít lòng nhiều gì cũng có người mà chiếu cố là mình vui rồi chứ. Dạ. À, thì đấy cái bước đầu như thế đi thì con cũng thôi chúc cô chú sức khỏe nhá. Dạ, dạ cũng chúc cho chú Kim gì đó cũng nhiều sức khỏe. Dạ, được nhiều sức khỏe rồi. Chứ với chú sao cũng cảm ơn chú Dương có cái lòng cũng thương người rồi giúp người này kia chú Dương cảm ơn cũng cảm ơn chú Dương nha. Dạ rồi con cảm ơn cô. À, rồi. Rồi bây giờ chắc chú nghỉ chưa hay là vẫn tiếp tục? Còn làm tới 3 giờ luôn. À, làm 3 giờ chiều xong rồi nghỉ thì mấy 3 giờ là mới dọn vô là cái xe tiếu nó bán đó. À, tức là mình nó sáng từ mấy giờ đường. Đến mấy giờ? Thì 8 giờ ra dọn là làm cho tới 3 giờ chiều. 8 giờ sáng chú dọn ra, dạ. Đến 3 giờ chiều thì chú về. Rồi, à. Rồi là ấy là cái mình gỡ qua bên đó, gỡ chỗ cái bàn inox đó. Dạ, dạ. Rồi đi ở nhà trọ. Dạ, rồi. Thôi thì cô chú cứ ráng nhá. Dạ. Rồi, rồi con, dạ. Con cũng xin phép con cũng dạ, cảm ơn con nhiều. Con nhiều. Dạ. Dạ. Rồi con chào cô chú nhá. Dạ. Sài Gòn tính như chú này. À thế là biết chú à? Dạ. À, chắc chú đi về vòng ngoài chợ nó biết. À. Dạ. Đi ra chợ nhiều lắm dạ. Hả? Rồi thôi cô đóng cửa cô nghỉ nhá. Dạ, con cũng xin dạ, phép con đi về đây. Dạ cảm ơn. Dạ dạ. Tắt đèn cho chị. Dạ dạ. Thôi chú làm việc nhá. À chú cũng có à, chú đạp thử thế nào? Đạp thử đi đoạn thế nào? Xe này của chú đấy. À.
Rồi thôi chú về đi chú. Rồi chào chú nhá.